Những bài toán khó đỡ khi đi học kiểu tuổi của bố là 26, tuổi của mẹ là 21. Biết này, số tuổi của con là 8 tuổi. À mà khoan, FBI. Phòng ngủ của bạn Hoa được lát bằng gạch hình vuông có cạnh là tính diện tích phòng ngủ của bạn Hoa. Diện tích phòng ngủ của bạn Hoa là 86.000 m². Con này ngủ trong rừng à? Tuổi của Tuấn là, gọi tuổi ông nội của Tuấn là X. Ông nội có số tuổi là -72 tuổi. Ông này là người âm à?